Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là những tín hiệu trực tiếp từ sân vận động Vinh và trước mắt chúng ta sẽ là một tín hiệu rất đáng chú ý trong khuôn khổ vòng 9 của giải bóng đá LSV League 1 2020. Trận derby đầu tiên của xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bây giờ thì tổ trọng tài đang dẫn hai đội ra sân và cái không khí đang rất cuồng nhiệt trên các khán đài sân Vinh. Tất cả các cổ động viên xứ Nghệ đã mong chờ trận đấu này từ rất lâu rồi. Văn Hiệp, đây là Văn Minh, quả tạt của Văn Minh, Tuấn Hải, ôi, bóng vừa trúng cột dọc, rất nguy hiểm. Trên chuyền đưa đã có bàn thắng dành cho đội khách. Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã tiếp tục bộc lộ sai lầm. Sông Lam Nghệ An đang pressing rất cao, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thoát pressing thành công. Đường chuyền của Trung Học, ôi, vào không. Của Văn Hiệp, một pha bóng rất quyết liệt, lợi thế dành cho đội khách. Văn Tám, Văn Minh, rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rất tuyệt vời. Cuối cùng thì đội khách đã vượt lên dẫn trước và ai đây người vào sân thay người trong hiệp hai, Nguyễn Văn Tám đã mở tỷ số của trận đấu. Ở những thời điểm rất nhạy cảm, những phút đầu tiên của hiệp 2, ngay sau khi mà Sông Lam Nghệ An có được những pha tấn công nguy hiểm thì đội khách đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Phản công dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tốc độ của Văn Vệ, đường chuyền hơi mạnh của Văn Vĩ, rất đáng tiếc lại là một pha phản công của Sông Lam Nghệ An rất hay, những màn đôi công rất hấp dẫn. Thôi Phan Văn Đức, cầu môn và bàn thắng đã đến với Sông Lam Nghệ An. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không còn lợi thế dẫn bàn của mình. Một pha phản công trực diện rất nhanh của Sông Lam Nghệ An. Văn Vĩ, Trung Học, Trung Học đưa bóng ngược trở lại, Văn Vĩ dứt điểm, không vào. Quá đáng tiếc, một pha phối hợp rất bài bản của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội khách đang với 3 chút vận thôi. Cối, cơ vào. Quá đáng tiếc, lại là pha dứt điểm của Văn Tám. Chiều cao của Gian Clesio đã phát huy hiệu quả. Tất cả các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã đứng chôn chân. Quả lấy bóng rất nhanh của Phúc Tịnh. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Và chọc khe, cối, cơ vào. Dương Quang Tuấn đã chơi xuất sắc. Lại là một pha phối hợp giữa Phan Văn Đức. Và lần này Phan Văn Đức chuyền bóng cho Odiechi. Tiền đạo màu số 22 đã không thể thắng được Dương Quang Tuấn. Odiechi vượt qua được. Ôi, dứt điểm. Quá đáng tiếc. Quá dứt điểm của Phan Văn Đức ở những giây cuối cùng. Văn Đức đã dứt điểm đi chết cốt dọc. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Nửa chuyền nửa sút, Dương Quang Tuấn đã chơi cực kỳ tập trung. Rất nguy hiểm. Và như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Vinh. Trận derby xứ Nghệ, màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.